Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Linh TV. Hôm nay ngày mới, Linh chúc ông bà cô chú anh chị dồi dào sức khỏe. Hôm nay hai chị em sẽ chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một cái món bánh ở vùng quê Linh thường ăn. Mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi với hai chị em nha. Hello Ngọc. Hello ông bà cô bác anh chị đã đến với kênh của Ngọc Linh TV Canada. Trước hết Ngọc kính chúc ông bà cô bác anh chị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha. Hôm nay Ngọc chia sẻ cái món bánh bèo ngọt. Ha, thì Ngọc nghĩ ở vùng quê thì Ngọc nghĩ ai cũng biết cái món bánh bèo ngọt này. Hôm nay Ngọc làm cho gia đình ăn đó, thì Ngọc chia sẻ hồi xưa mẹ Ngọc làm thì mẹ Ngọc chỉ làm có một màu thôi, là màu của cái đường thùng, gọi là đường chảy đó ha. Thì hôm nay Ngọc sẽ làm ba màu luôn. Thì một Ngọc đã quậy trước hai phần, đừng để cho giống như cái này Ngọc đổ một đổ từ từ đó, tại Ngọc làm tới ba màu lận nha. Thì đây là màu của cái đường Ngọc xả, đây là đường thẻ ha. Rồi đây là lá dứa tươi, Ngọc cũng đã quậy xong, Ngọc quậy hơn giống như hơn cả tiếng đồng hồ để cho cái bột nó nở đó. Thì bây giờ Ngọc trực tiếp làm thêm một màu lá cẩm nữa cho ông bà cô bác anh chị xem. Thì nó cũng giống nhau hết, công thức giống nhau, chỉ khác màu thôi ha. Đầu tiên là mình phải có bột gạo nha. Đây, bột gạo hiệu nào cũng được nha ông bà cô bác anh chị ha. Rồi kế tiếp là mình phải có bột năng ha. Bột năng. Còn này màu lá cẩm của Ngọc. Mình không thích màu thì mình có thể là làm không có màu nha. Nhưng mà Ngọc tại có màu, Ngọc làm màu mè, Ngọc thì thích màu mè đó giờ, cho nên Ngọc làm. Còn này đậu xanh thì mình làm y chang như là giống như mình làm của mấy lần trước Ngọc chia sẻ bánh bèo rồi đó ha. Thì nhưng mà cái hôm nay là Ngọc hơi khác chút xíu, Ngọc có bỏ chút xíu hành vô cho nó thơm thơm. Còn mình không thích thì đừng có bỏ nha, tại Ngọc muốn bỏ vô. Đó, Ngọc cũng mới làm xong vậy thôi. Còn về thành phần bột đó thì cái này 100g bột gạo nha ông bà cô bác anh chị, 100g bột gạo. Mình bỏ vô đây ha. Cái này là 20g bột năng ha. Mình cho chút xíu cho nó dai dai ha. Đó. Được, bỏ vô đây. Cái này là 80g đường nha, đường cát. 80g đường nha, mình bỏ vô đây. Đó. Nếu mà lần đầu tiên mình làm mà ví dụ mà nó hơi ngọt thì lần sau bà cô bác gia giảm nha, nhưng mà Ngọc làm thì Ngọc thích cái giống như là 80g đường ha. 100g bột gạo ha. 20g bột năng ha. 80g đường. À, rồi bây giờ đó là tổng cộng là 350ml nước, nhưng mà Ngọc bỏ 200ml nước lạnh vô trước ha. Ngọc bỏ vô. À. 150ml nước nóng bỏ vô sao nha. Cái này nước sôi á, mà do dù nó có xê xích lên chút xíu cũng không có sao đâu nha ông bà của anh chị, tại vì cái bánh này làm giống như bánh bèo đó, giống như mình làm cho nó hơi dai dai rồi mình bỏ ngồi mình ăn với nước cốt dừa ha. Quậy à. Quậy vô đây cho nó bỏ nước lạnh, quậy vô trước. Quậy trước đừng hồi mình giống như là mình đổ nước nóng vô sao cho cái bột mình lẹ nở với lại nó dai ha. Mình cho chút xíu muối vô đi. Giống như một chút xíu thôi, giống như không cái muỗng cà phê mình cho ngoài cái đầu muỗng cà phê chút vậy đó. Mình dằn lại, tại vì cái gì mà nó có đường á là nó sẽ có muối ha. Chút xíu vậy thôi. Đó. Bây giờ nước nóng này, nước sôi nha, nước sôi Ngọc mới nấu nha. Đó, bây giờ mình quậy nó tan rồi, mình đổ nước sôi vô đi. Cái này một lát Ngọc đổ sao, tại hai phần kia là Ngọc sẽ đổ trực tiếp luôn. Ngọc chờ nước sôi là Ngọc sẽ đổ. Bây giờ Ngọc bỏ màu vô coi. Màu lá cẩm của Ngọc nè. Này lá cẩm mà của Việt Nam nghe chứ không phải bên đây. Đó. Có một người bạn mới Việt Nam qua gửi cho Ngọc. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Lá cẩm Việt Nam có khác. Vô hổm cái lá cẩm mà nhớ mình làm cái khoai mì không chị Linh? Ừ. Thì bây giờ Ngọc sẽ ngâm nha. Giờ Ngọc còn chút xíu Ngọc để nếu đồng hồ Ngọc thay lợt. Tại Ngọc rất thích màu mè, nếu Ngọc thay lợt Ngọc bỏ vô thêm nữa ha. Bây giờ đó là mình á, giờ này xong Ngọc bỏ bằng ba la giang. Mình phải có những cái chén này nè ông bà các anh chị ha. Mình có cái chén này, mình thay dầu vô rồi bắt đầu Ngọc sẽ đi đổ. Bây giờ Ngọc sẽ đem ra ngoài sau thì Ngọc trực tiếp thay dầu như thế nào và Ngọc đổ như thế nào thì Ngọc sẽ chia sẻ với ông bà cô bác anh chị luôn nha. Tại vì giờ Ngọc phải chờ cái nước sôi
Ngọc đang làm sao hết đi, rồi chị Linh sẽ trở lại quay cho Ngọc, con cho Ngọc. Chứ bây giờ chắc nước Ngọc chưa có sôi đâu. Ok, nha. Quyết định vậy đây. Hello bà cô bác anh chị nha. Bây giờ đó là nó giống như là cái nước nó sôi đó, thì Ngọc sẽ tha dầu vô nha. Thì Ngọc chia sẻ là tại vì Ngọc có lót cái dĩ ở dưới đó bằng nhôm đó, rồi Ngọc bỏ cái giấy lên đựng hồ, khi mà Ngọc giống như chuyển sang bên đây thì cho nước nó đừng có động lại trên cái lò của Ngọc nha. Thì Ngọc còn Ngọc cũng quên nói là cái này mà Ngọc làm bằng giống như ông bà cô bác mà có làm bằng đường thẻ đó, mình nhớ thì mình lấy cái nước của giống như mình cũng chia đôi ra vậy, mình lấy phần nửa đó thì mình nấu chung với đường thẻ ha. Mình cũng đường này cũng giống nhau, 160g nha. Nếu mà mình làm double lên, còn mình làm giống như hồi nãy Ngọc làm là 100g bột đó thì chỉ có 80g thôi nha. Thì mình lấy 80g của cái đường thẻ đó ha, thì mình bỏ vô nước mình nấu, rồi mình pha nước lạnh đó, thì phân nửa nước lạnh xong rồi còn cái mình nấu nước đường nó tan thì mình đổ trực tiếp vô luôn, thì cũng giống như Ngọc làm vậy đó nha. Còn cái giống như là cái lá dứa tươi đó thì cũng vậy, thì mình lấy phân nửa nước ra mình xay lá dứa ha. Còn phân nửa nước á thì mình đổ vô trong bột thì nó cũng giống vậy nha ông bà cô bác anh chị nha. Bây giờ thì Ngọc sẽ bỏ cái dĩa này, cái chén nhỏ nhỏ nước mắm này nè vô. Mình đổ dày thì nó sẽ hút vô sâu, mình đổ cạn thì nó hút cạn thôi, giống như cái nó có cái khuấy ở giữa đó. Để Ngọc làm thử coi nha. Bây giờ Ngọc cái này Ngọc còn nhiều lắm, để Ngọc bỏ vô đây. Giống như Ngọc phải làm hai dĩa, hai sửng, hai cái dĩa này nè, cái sửng này Ngọc bỏ vô. Tại vì cái bánh này là mình phải cần bài bên bối cảnh ở trên cái lò vậy đó, mới rồi mình lấy ra luôn trực tiếp vậy đó. Ngọc tha miếng dầu vô, nó cho dễ lấy vậy thôi. Giờ nó sôi, Ngọc chờ cho nó nóng cái chén này nè. Cái mắm vậy đó. Coi để được nữa không? Thôi để vậy cho đẹp. Nếu để nữa cái nó nghiêng qua nghiêng lại không đẹp. Bây giờ Ngọc để lên đây ha. Mình có để cái giấy lên trên bếp mình nhớ cẩn thận nha bà cô bác anh chị. Tại vì giống như mình cần phải để ở đây cho nó gần đó. Giờ Ngọc sẽ đổ màu xanh trước nha. Màu xanh hay dòng. Đây, màu xanh nó dứa. Màu xanh lá dứa đó, xanh màu dặm. Màu xanh giống áo của Ngọc à? Nữa, trùng nữa. Hơi hơi. Cái này là cái giá bé bé của Ngọc nha. Chứ mình có cái giống như là cái ca đó, mình đổ vô giống như chút cũng được ăn thua, mình nhắm thôi. Tại Ngọc có cái giá xinh xinh này thì Ngọc làm vậy thôi. Giờ bỏ vô ra cho Ngọc nghĩ chắc nó nóng rồi đó. Thì mình đổ dày á, thì nó sẽ hỗn vô sâu theo Ngọc nghĩ vậy thôi, Ngọc đổ ít thôi. Nó mỏng mỏng, nó cũng ngon, nhưng mà có anh chị Ngọc đổ ít thử cho nó có Ngọc đổ ít, Ngọc sợ nó không khuấy, nó cũng chuyển hơn nữa cái chén này. Nhưng mà nãy dai dai ha, cái hình hồ cho mình làm một cây giống như chút xíu nước cốt dừa. Mè bỏ lên, mình chan nước cốt dừa, gắn liền với nước cốt dừa. Thôi, biết là miền Tây à, cũng ăn béo. Lúc nào cũng ăn béo, đi sợ. Chế như đây Ngọc eo tay tại vì nó nóng nha bà các anh chị. Ngồi nữa Ngọc sẽ lấy bao tay dễ dở như này. Chụp ra đây đi. Cái này là mình hấp chừng nào mà nó trong là chín thôi, chứ đâu có biết bao nhiêu phút thôi. Nó trong là chín, chắc Ngọc nghĩ ít gì cũng giống như nó cũng khoảng 5-10 phút vậy thôi. Bánh mà. Nói vậy giống như mình không có cần phải bịch ở trên đó. Mình đâu có xác định là bao nhiêu, tùy theo mình đổ dày đổ mỏng. Tùy theo nhầm khi cái này ông bà cô bác anh chị mình có thể đổ trong cái chén hơi bự bự cũng được. Hoặc mình có cái này nè, cái loại này nè. Ha? Nó bự vậy nè thì mình đổ cũng được. Mình muốn ăn cái bự thì mình đổ cái bự. Vậy đó. Thì bây giờ Ngọc mình chờ Ngọc chờ đi, Ngọc nghỉ khoảng 5-7 phút là dữ lắm rồi. Tại vì nó thật sự cái này nó cũng không có cái muỗng này nè, Ngọc giống như cái giá này nó không có bự gì mấy đâu, cái nhỏ nhỏ vậy ha. Mình chờ với cái là cái dĩa của Ngọc hồi xưa mẹ Việt Nam đó, mẹ con Ngọc là đổ trong cái chén này không à? Đúng rồi, mẹ Ngọc là đổ trong cái chén cho nên nó giống như kiểu mình là tùy mình thôi. Vậy mình chờ đi, chuyện nào nó chín xong rồi rồi mình trả lại. Mình chờ đi ha, mình chờ đó. Ngọc bây giờ chờ chút xíu đi rồi mình trả lại nha bà cô bác anh chị. Ok. Hello bà cô bác anh chị nha, bây giờ đó là
cái bánh của Ngọc hát được là 5 phút rồi ha. Ngọc dở ra thử cái này sao đây. Wow, đây Ngọc nói đúng rồi phải không? Mình đổ hơi dày thì nó sẽ xoáy xuống nhiều hơn ha. Còn này này Ngọc thử một cái, Ngọc đổ hơi cạn thì nó sẽ xoáy ít. Thì mình muốn ăn dày dày á thì mình đổ cho hơi dày chút xíu. Nhưng mà còn Ngọc đổ vô đầy một cái giá này là xoáy xuống thiệt là sâu ha. Còn nếu mình đổ hơi lưng cái giá này thì nó sẽ xoáy ít vậy thôi. Nhưng mà tùy mình, giống như mình muốn thích ăn như thế nào. Ngọc để chắc thêm một phút nữa đi, một phút nữa đi, rồi giống như máy xác định đó nghe chị Linh, cứ chờ đi, mình chờ chút xíu nữa đây Ngọc nhé. Cây xương lấy cái cây chín là Ngọc nghĩ chín rồi đó. Bây giờ Ngọc sẽ lấy cái, tại vì cái này nó mỏng lắm, nó không có dày cho nên nó nghĩ là nó chín rồi đó. Dạ, Ngọc xem thử cho bà của anh chị nhìn thấy. Nếu nó không còn thấy trong chín rồi ông bà của anh chị ơi. Chín rồi ha. Bây giờ Ngọc đây để vào bên đây ha. Rồi Ngọc sẽ trực tiếp để cái này lên cho nó nóng. Đây là này. Trong thời gian chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi. Giờ Ngọc sẽ lấy cái anh này ra. Giờ Ngọc sẽ lấy giống như vậy đó, giống như bữa hổm Ngọc hấp cho nên Ngọc lấy cái anh này ra trước. Ngọc để cho nó gáo ra, hơi gáo gáo một chút xíu đó. Mình để cái miếng này cho cho tiện lắm nè, thấy không? Nó rút hết trên nước vô đây. Đó, đây, đây. Rồi bây giờ nè, Ngọc sẽ còn mấy cái nữa nè. Mình bắt đầu tha tiết nữa. Rồi cái trong lúc mình gỡ cái bên đây ra đó, mời các anh chị. Thì mình sẽ bỏ thêm vậy đó, cái mình liên tục mình hấp. Tại Ngọc có nhiêu à, không có nhiều. Cái miếng này đồng ý là nó không có dính được nha, nhưng mà Ngọc cũng phải giống như tha tha chút xíu dầu. Bữa nay á, màu mè màu lại hết lá chuối. Trời ơi, thích gì thích đẹp mà hết lá chuối chị nè. Thế thôi, để làm đỡ đây. Chứ Ngọc còn để giống như là thích. Rồi giờ nè, đây Ngọc thử nè. Ngọc thử một cái cho bà có anh chị nhìn xem nha. Giống như kiểu nè. Đấy, nó chóc lóc đây. Dịu quạt thấy không? Còn nóng hổi khó nghi ngốt nha. Đó, đây cái dĩa nè, không dính nè ha. Bây giờ Ngọc để xuống đây nha bà có anh chị. Rồi bây giờ Ngọc sẽ đi đổ bột bên kia, rồi Ngọc sẽ quay qua lại. Thế ha. Giờ đổ màu trắng. Bây giờ chơi ba màu luôn. Thì bây giờ đổ màu trắng chứ. Màu này là màu của cái đường, giống như là đường thẻ là làm giống mẹ của Ngọc nha, Ngọc làm đó nha. Bây giờ đó, mình cứ đổ vô. Đây. Nhưng mà cái này đó mẹ đổ nguyên cái chén bự luôn á, cái chén ăn cơm á, ngoài mẹ đổ như vậy đó. Cái Việt Nam, Việt Nam á, mẹ đổ như vậy đó. Đợi cho cái chén to ăn cái cho nó xứng đáng. Này anh cũng nhớ mẹ, mẹ đã làm mấy cái này. Đổ từ màu đó nha. Rồi cái sau đó là Ngọc sẽ đổ màu tím nha. Màu tím, không biết tím than hay tím hoa cà nữa, Ngọc đang pha đó. Vậy thôi. Bây giờ Ngọc đậy lại nha. Có miếng nước thì mình bỏ cái nước này ra, tại cái này không có cần. Rồi, thì mình quay qua bên đây. Đây Ngọc đậy ra đây. Cái giờ Ngọc quay qua bên đây là nó đã xong rồi đây. Ngon quá trời, mà của anh chị nó dịu hoạt luôn nè. Đây nè. Mà nó mới đó nha, nó mới nó vậy đi, là nên nó không có cứng, có mềm đó. Đây. Đó, mình để đây đó, mình phải xích lên cho chị Linh cho thấy. Tại vì cái này Ngọc sợ nó dính đó nghe. Đấy. Trời ngon thiệt, nó thơm quá. Lá dứa màu tươi cũng đẹp quá hả? Mà học Ngọc cũng có hỗ trợ một chút xíu của mình, lá dứa của mình thêm giống như là cái màu trong cái chai lá dứa nghe, chứ không phải của lá dứa tươi không, nó không được vậy đâu. Tại vì mình cái gì cũng phải cần hỗ trợ đây nè. Còn Ngọc nói cái này là mình đổ rất là giống như là không tới nửa giá nữa nè ha. Thì thật sự ra nó giống nhau trơn bà cô bác anh chị ơi, nó hút giống nhau, nhưng mà một cái sâu một cái cạn thôi. Cái này nó sâu nè, thấy không? Còn cái nó hơi cạn vậy thôi, nhưng mà theo Ngọc thì nó đều giống nhau trơn đó. Vậy đây, chắc lắm hết trơn nè. Rồi cái bây giờ nè, chiếc đậu lên luôn nè, chiếc đậu lên. Bây giờ mình cũng lấy miếng đậu nè. Mình ăn nhiều ăn ít là do mình nha bà, các bác anh chị. Nhưng mà cái này chắc nhiều cũng ngán lắm mà chị Linh ơi. Chắc lắm rồi. Vậy đi.
tại vì mình còn ăn nước cốt rồi nữa. Còn nước cốt nữa, nước cốt hồi mình thắng á, mình cũng bỏ chút xíu hành nữa ha. Cho nên nha, thôi đi vừa vừa đi ăn cái gì cũng ít ít thôi ha. Ngọc làm cái này xong á là cái bên kia nó đã nè, một chiếc ít vậy thôi đi. Hai chị em ăn cái gì cũng nước cốt ở đây. Tại vì nó gắn liền với dừa từ hồi bé mà. Mà cái này á, anh chị mà mình muốn không có thắng nước cốt gời đó thì mình quậy bột vô nước cốt. Mình thích ăn béo nữa mình quậy bột vô nước cốt cũng được nha. Nhưng mà Ngọc cái gì vậy chứ, Ngọc thích. Tại vì á, mình á ở nhà đó mình ăn hơi chậm đó, mình đừng có quậy nước cốt vô. Ngọc không có thích quậy nước cốt vô, nó sợ. Ngọc sợ nó sẽ bị giống như bị hư. Còn cái chan nước cốt thì nó dễ hơn. Người nhầm người không thích ăn béo đâu, dễ thương không hả? Ha, quá tuyệt vời. Bây giờ Ngọc sẽ trở lại đi nha. Bây giờ cái màu này để Ngọc coi ra, để Ngọc coi cho chị lên. Ngọc coi đây hút chưa? Nãy giờ cũng được 2-3 phút rồi đó. Nè thấy không? Nó chưa có hút hôn ha. Tại vì nó còn đó, Ngọc dở cho con thôi. Bây giờ để Ngọc trở lại đi nha ông bà cô bác anh chị. Thì cũng là giống cũng như y chang như vậy thôi ha. Tới một tiếng đi. Một tiếng, một tiếng này Ngọc khoe một tiếng. Tại vì mình mới bỏ vô mà. Hello ông bà cô bác anh chị nha, đây. Bây giờ Ngọc đã làm xong được một cái này là đường thẻ ha. Ha. Rồi bây giờ Ngọc đang hấp cái màu lá cẩm của Ngọc nha. Bây giờ Ngọc sẽ dở ra như thế nào đây. Wow. Đó. Bây giờ nè ông bà cô bác anh chị thấy không? Ha. Bây giờ Ngọc sẽ đem ra nha. Đúng rồi, lá cẩm Việt Nam. Lá cẩm Việt Nam thấy có khác ha. Đó. Bây giờ Ngọc sẽ để đây cho nó, rồi Ngọc sẽ khui y chang như vậy. Đây. Lá cẩm Việt Nam. Mình sợ có Ngọc không có muốn ai giống như kiểu là mình khổ mất công để cái, tại vì cái này bánh bèo không có sao chứ. Nó cảm Việt Nam đẹp quá ha. Hồi màu này đẹp quá trời luôn á. Tại vì bữa hôm Ngọc mua là Ngọc mua ở đây cho nên nó không có màu gì chứ. Trời, lúc mà bữa làm thay mì thiệt là quê. Nhưng mà thôi kể cái chất lượng coi đó. Mình thấy nó nguội là nó lên màu đẹp nghe ông bà có bác anh chị. Thì bây giờ đó Ngọc hấp cái giống như về thêm nữa, nhưng mà Ngọc hấp cái này, nhưng mà một lát Ngọc sẽ chia sẻ nếu mà ông bà cô bác anh chị mình không có cái chén giống vậy mà mình có cái loại mà để hấp muffin á, mấy cái loại mà giống như silicone vậy nè, Ngọc sẽ hấp thử cho ông bà cô bác anh chị luôn nha. Mình xem, nhưng mà cái này nó hơi nhỏ, của Ngọc nó hơi nhỏ, nếu mình có bự mình hấp cũng được. Ngọc sẽ làm thử luôn để nhầm khi anh chị hay gia đình mình là giống như ông bà đó không có cái chén nhỏ giống Ngọc đó mà đang có cái này không biết hấp có được hay không, Ngọc sẽ làm trực tiếp thì nó cũng giống nhau nha. Ngọc sẽ làm giống như cũng một dĩ khoảng một chục cái loại này nè, thì Ngọc chắc nào đại dĩ này thôi, thì Ngọc sẽ hấp thêm nữa cho ông bà có mấy anh chị nhìn thấy thì mình có thể xài, không có loại này mình xài loại này chứ không nhất thiết mà phải kiếm cái chén giống như Ngọc gì đâu. Cái chén này Ngọc mua lâu lắm, Ngọc nghĩ giờ biết nó còn bán hơn đó nha. À, bây giờ thì Ngọc cũng làm giống vậy đi, chừng nào Ngọc trở lại cái này thì Ngọc sẽ chia sẻ về phần này nha ông bà cô bác anh chị ha. Ok. Hello ông bà cô bác anh chị nha. Bây giờ Ngọc đang hấp cái loại mà cái bằng silicone đó cho ông bà cô bác anh chị nhìn xem nha. Anh chị đầu coi, mình nếu mình có loại nào thì mình hấp loại đó thôi ha. Chứ không có cần mà khi mình ở nhà không có cái loại bằng giống như của Ngọc đó, mình bán đó. Thì mình đổ cái này hơi ít, tại của Ngọc thì nó hơi nhỏ nha. Đổ hơi ít một chút xíu. Cái này dưới nhỏ xíu à. Thì cái này thì nó hơi lâu ha. Thì mình muốn mau thì mình mua cái bự bự một chút xíu. Của Ngọc ở nhà có lớn. Nhưng mà cái này hấp dẫn được nha. Chứ không phải là không được đâu. Mà cũng lẹ lắm. Tại vì nó nhỏ mà. Chia sẻ cái loại nhỏ. Lớn nhỏ thì Ngọc chia sẻ hết. Nước đang sôi sùng sục. Hồi Ngọc canh thử coi cái thời gian mà với cái thời gian kia nó giống nhau hay là nó khác nhau. Ngọc nghĩ nó cũng giống nhau. Tại vì mình nó của mình thôi. Mà để hấp hơi lâu lâu chút xíu thì hấp bánh là từ Ngọc 7 nha. Từ 5 tới 7 hả? Bây giờ một tiếng của Ngọc hết rồi đó. Cái một tiếng này ngộ lắm. Khi mà nó giống như nè, bà có anh chị. Khi mà nó giống như kiểu là nó nguội á, cái nó lên màu rất là đẹp luôn á. Nhưng mà phải nói là còn khối nghi ngút luôn nha. Này tại Ngọc tránh trong đây đó cho nó có cái hút mà. Cái xoáy tròn đó. Thì bây giờ Ngọc cũng hấp như vậy ha. Rồi khi nào mà Ngọc khui bánh đó thì Ngọc sẽ cho ông bà cô bác anh chị nhìn xem nha. Chứ bây giờ chờ tới từ 5 tới 7 phút rồi. Bánh từ từ mình hấp mà. Ok. Thích một tiếng quá đi. Rồi mình xong rồi mình trở lại đi. Đó vậy đó. Ok, quyết định vậy đi. Hello bà cô bác anh chị, nghe nãy giờ Ngọc hấp 5 phút rồi nè. Ngọc dở đây rồi.
Ồ, chín hết trơn, cũng hủng y chang luôn không bà cô bác anh chị ơi. Đây, Ngọc sẽ đem qua đây. Rồi Ngọc sẽ gửi trực tiếp cho bà cô bác anh chị nhìn thấy cái đó nó y chang hả anh? Đẹp thấy gì lên hả? Bỏ vô ngọt để cho lên ngọt hết nó cho nó ngủ chút xíu đi ngọt phóng hết cái màu xanh nhỏ nhỏ xinh xinh luôn đi giống như là mình có lộ nào thì mình hấp lộ nấy vậy đó y chang nó đẹp y chang dễ thương y chang cũng chế vô y chang vậy mà nó cũng hỗn tròn đẹp quá chừng. Cái này còn lẹ hơn nữa, tại nó nhỏ quá. Cái này thì nó hơi lâu nhưng mà ăn thì chắc nó thú vị hơn tại nó nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ dễ ăn. Dễ ăn. À ha. Trộn cái lá nha. Cái chấm lên rõ vô luôn đi chứ. Ok vậy. Hai cái nè. Rồi, cái gì đây? Được hai cái cho nó hết cái màu xanh của Ngọc cho rồi. Đây đi, có hết cái màu xanh này đi. Màu tan hết nè. Rồi bây giờ á, Ngọc coi như là đã chia sẻ cái phần hấp xong rồi nha bà cô bác anh chị. Bây giờ Ngọc thì là xong cái Ngọc đem anh trước Ngọc trình bày, Ngọc khoe với ông bà cô bác anh chị nha. Chứ bây giờ đây Ngọc gỡ thử cái đây nè. Cái này gỡ còn giữ còn lẹ giữ luôn. À, dễ thương không? Đây, dễ thương quá trời luôn nè. Đó ha. Nó lại có cái này còn đẹp nữa nè. Đó, dễ thương không? Rất là ngon ông bà cô bác anh chị đây nè. Nè. Mà nó mới tinh đó nha. Nè. Dễ thương thiệt á. Nè Ngọc để đây ha, giờ Ngọc còn đỡ thêm cái nữa coi. Đây. Cái này còn dễ gỡ hơn nữa đó. Nhưng mà nó chỉ có nhỏ thôi. Cái đồng tiền á, giống như cái nón. Thôi, okay. Đó Ngọc khoe vậy đi, ngồi nữa rồi. Ngồi trở lại dễ sao? Thương quá trời luôn đó. Hello bà cô bác anh chị nha. Đây, nãy giờ Ngọc làm, bây giờ Ngọc cũng đã hoàn thành. Khoe với ông bà cô bác anh chị nha. Đây. Bánh bèo ngọt của Ngọc nha. Đó, bây giờ thì ba màu nào cũng có một cái vẻ đẹp khác nhau. Phải không? Rất là sặc sỡ giống như mà Ngọc vậy đó. Mà rất là sặc sỡ. Trời Ngọc thích màu tím này quá trời. Cái màu tím Việt Nam này đẹp thiệt đó chứ. Ha? Nó cẩm của Việt Nam đẹp. Tại vì không phải qua đây không đẹp đâu. Tại vì chắc pha nó hơi nhiều quá cho nên người ta pha hơi nhiều ha. Nè đó. Ha. Rồi đây nữa nè. Đó. Là tổng cộng hết trơn ba màu của Ngọc đó. Cái này nước cốt này Ngọc thắng. Ngọc có bỏ giống như thêm vô là hành lá nữa nghe, mà còn nóng lắm, cái tô Ngọc gán cầm thôi đó nha. Đây nè, nó còn khói lên rồi thấy chưa. Ok đó. Rồi bây giờ đó thì Ngọc sẽ thử nha. Ngọc có gan tí xíu mè nữa, tại vì mình ăn mình cứ vô cũng ngon. Giờ Ngọc lấy một cái màu xanh nhỏ bé xinh xinh đi nha, ba màu đi Ngọc. Bây giờ lấy một cái màu đây nè, thấy ngon dễ sợ không? Rồi xong bây giờ thì cho cái màu tím xinh xinh thì thấy đẹp quá, cũng không nở gấp luôn á. Có màu tím là đẹp thiệt á ha. Thôi bỏ vô miệng nhai thôi hả? Đợi cho bỏ vô miệng nhai thôi. Thế nè, bây giờ Ngọc sẽ cho nước cốt rồi Ngọc gứa mè lên ha. Mình Ngọc muốn ăn tới đâu Ngọc cho mè lên tới đó nha. Đây đó ha, quá ngon. Bây giờ Ngọc sẽ cho mè lên, Ngọc thích vậy đó, cho mè lên chút xíu. Đây đó ha. Bây giờ đó tuyệt vời luôn á bà cô bác anh chị. Bây giờ Ngọc mời bà cô bác anh chị nha. Ngon quá, cái miếng hành này chắc thơm lắm nè. Cái bột mà nó cứ gung ginh như vậy đó là nó dai, nó ngon lắm. Thôi Ngọc mời bà cô bác anh chị. Ngọc ăn trước nghe cho Linh. Ăn trước đi. Ngon. Cái bột này nha, Ngọc nói thiệt á, nó dai sừng sực, nó hơi giống như nó giòn nhẹ nhẹ, nhưng mà giống như mình nếu mình pha bột gạo không á thì Ngọc nghĩ là nó sẽ nó không có đủ dai đó. Cho nên 100g bột gạo Ngọc có bỏ 20g bột năng vô, Ngọc thấy rất là ngon nhưng rất là vừa ăn luôn. Cái độ ngọt nó đối với Ngọc là rất là vừa. Tại vì nãy mình cho 80g đường vô, mình có cho một tí xíu muối vô, Ngọc thấy rất là ngon nha.
mà màu nào cũng đẹp ha. Thì thôi đang ăn màu tím thì ăn hết màu tím đi, chứ nó cũng giống nhau hết trơn á. Màu xanh lá dứa thì cũng ngon. Thôi Ngọc ăn cho hết cái bánh màu tím này nha bà cô bác anh chị. Rất là vừa phải. Giống như là nó không có ngọt quá, nhưng mà ngọt rất là ngon. Mà cái đậu xanh của Ngọc đó nãy Ngọc cũng làm giống như cho chút xíu muối vô đó, với chút xíu đường thì nó hơi béo ngậy ngậy vậy đó. Rồi nó có hành nữa, thì rồi nó thêm cái giống như là mè của mình nữa thì nó rất là thơm. Thì hôm nay đó Ngọc xin uống miếng nước, nhiều chuyện tiếp nữa. Ta nói nhiều chuyện nói nhầm khi quên trước quên sau hoài. À, Ngọc giỡn cho vui, tại vì nhầm khi mình nấu nướng mà mình giống như mình nói cho nó vui nghe ông bà cô bác anh chị. Thì hôm nay Ngọc làm cái bánh món bánh bèo giống như là bánh bèo miền Tây đó, dùng của Ngọc có bánh bèo ngọt nha. Thì Ngọc xin gửi ông bà cô bác anh chị trong và ngoài nước gần xa hãy đón nhận cái món bánh bèo của bánh bèo mà bánh bèo ngọt ba màu luôn nha của Ngọc. Màu rất là sặc sỡ, nó giống như Ngọc vậy đó, thích màu sặc sỡ. Thì xin ông bà cô bác hãy đón nhận cái món bánh bèo của Ngọc. Và Ngọc cũng cảm ơn ông bà cô bác anh chị rất là nhiều nha, ủng hộ cái kênh Ngọc Linh TV Canada. Nếu thương Ngọc thì hãy cho Ngọc xin một share, một like, một đăng ký kênh. Ngọc cảm ơn ông bà cô bác anh chị rất là nhiều. Trước lúc tạm biệt ông bà cô bác anh chị, cho Ngọc kính chúc ông bà cô bác anh chị nhiều sức khỏe nha, lúc nào cũng vui vẻ và lúc nào cũng tươi như hoa vậy. Cảm ơn ông bà cô bác anh chị rất là nhiều nha. Tạm biệt, bye bye. Cảm ơn ông bà cô bác anh chị và hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Cảm ơn rất nhiều, bye bye và hẹn gặp lại, bye bye.